có đôi vợ chồng kia nhà mới bị mất trộm. Thì trong nhà ngoài hai vợ chồng ra thì chỉ có cô giúp việc. Cho nên là hai ông bà báo công an. Thì công an mới mời cô giúp việc lên để lấy lời khai. Thưa quý vị, là cô giúp việc cô ấy trẻ và xinh lắm. Thì lên đồn công an thì công an hỏi họ tên, hỏi tuổi, hỏi quê quán xong. Thì ông công an ông mới hỏi một câu là cô quan hệ với chủ hộ như thế nào? Cô này cô ấy mới đỏ mặt im lặng, mặt hoang mang lo lắng không nói một lời. Thì ông công an ông mới hỏi nữa, cô quan hệ với chủ hộ như thế nào? Ông hỏi như thế 3 lần. Thì cô này cô ấy mới ấp a ấp úng, cô trả lời là dạ 3 lần trên 1 tuần ạ. Thì ông công an ông mới tròn mắt lên, ông nói hả? Cô này cô ấy mới nói tiếp là dạ ít quá hả bác? Thì ông công an ông nói là không, ý tôi hỏi là cô quan hệ với chủ hộ như thế nào? Cô này cô mới hỏi là dạ phải nói rõ cái đấy ra hả bác? Ông công an ông đáp là đúng rồi, phải nói rõ ra để tôi còn ghi vào đây chứ. Thì cô này cô mới trả lời là dạ cháu sợ cái tờ giấy này ghi không có đủ đâu ạ. Thì ông công an ông mới nói là sợ gì không đủ, cứ nói ngắn gọn thôi là đủ hết. Thì cô này cô mới nói dạ tại vì mỗi lần ông chủ quan hệ, ông chủ thay đổi tư thế liên tục thì nói ngắn gọn làm sao được ạ. Có đôi vợ chồng kia có đứa con nhỏ. Thì hôm đó là nhà không nấu cơm. Thì ông bố ông nói là hai mẹ con mặc quần áo đi để bố đưa đi ăn phở nhé. Thưa quý vị, là trẻ con nó rất thích đi ra ngoài nhà hàng, ngoài quán để ăn uống, bởi vì là nó được ăn những món lạ và nhiều món ngon. Bởi vì là ăn cơm ở nhà suốt ngày có mấy món ăn đi ăn lại nó ngán. Thì nghe bố nó nói thế thì nó nhảy cẫng lên, nó hét yeah, được đi ăn phở rồi, để con vào mặc áo mưa đã. Bà mẹ nghe nó nói thế liền cười cười nói trời đâu có mưa đâu mà con mặc áo mưa. Thì thằng bé nó mới trả lời là đi ăn phở là phải mặc áo mưa, không lây bệnh chết. Thì mẹ nó nghe nói thế, mẹ nó hốt hoảng và mắng con hư quá, ai dạy cho con nói như thế? Thì nó mới trả lời là dạ hôm trước con nghe bố nói với bác hàng xóm là chú phải học anh đây này, đi ăn phở là phải mặc áo mưa chứ không là lây bệnh chết, chính bố nói như thế mà. Ở bệnh viện Từ Dũ trong khoa sản, hôm đó có một cô gái trẻ xinh lắm. Cô đi vào khám bệnh. Thì sau khi khám xong, cô mang cái hồ sơ bệnh án đến gặp ông bác sĩ. Thì thấy ông bác sĩ đẹp trai lắm, nên cô ấy đi thõng tha thõng thượt, óng a óng nghẹo đến và nói dạ em chào anh, em gửi anh cái hồ sơ bệnh án của em ạ. Ông bác sĩ nói vâng, mời cô ngồi. Sau khi xem xong cái hồ sơ bệnh án thì ông mới hỏi là em lấy chồng lâu chưa? Cô này cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nói dạ em làm gì đã có chồng? Ông bác sĩ ông mới nói là chưa có chồng, tại sao cái đó không còn nữa? Dạ tại vì em ở quê ấy, xong rồi buổi tối em đi làm ruộng không để ý nên em ngã vào cái cọc buộc trâu ạ. Thì ông bác sĩ ông mới tròn mắt lên, ông nói này, thế thì em về thông báo với cái cọc buộc trâu là có thai 3 tháng rồi nha. Có đôi vợ chồng kia vừa mới hì hà hì hục ân ái xong, thì ông chồng ông ấy nằm lăn ra, ông thở, ông ấy mệt lên mệt xuống, ông ấy rên ôi trời ơi. Thì bà vợ nghe thấy thế, bà ấy mới than là
Trời ơi Hoài, mới có một tí thôi mà mệt lên mệt xuống, thở ngắn thở dài. Thì ông chồng ông mới nói là mới có một tí mà mệt lên mệt xuống, thở ngắn thở dài. Em nói em không có hiểu cái gì cả. Khoa học người ta nghiên cứu rồi, người ta chứng minh nha, mỗi một lần mà hì hài hục như vừa nãy á, là người đàn ông mất sức ngang với chạy 10 km đấy. Bà vợ bà mới bảo thật hả? Thế thì anh đi đăng ký thi điền kinh quốc tế đi, kiểu gì anh chả có giải. Ông chồng ông mới ngạc nhiên, ông hỏi như vậy là sao? Thì cô vợ cô mới nói là bởi vì anh chạy 10 km mà mất có 2 phút. Thưa quý vị, là mùa bóng đá thì các anh đàn ông thường hay tụ tập cùng nhau xem bóng đá cho vui, cho nó thoải mái. Vì xem ở nhà thì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ con. Mà xem bóng đá mà không được hô hào, không được la hét thì nó khó chịu lắm thưa quý vị. Có cái anh kia, cứ tối đến là anh ấy đi ra ngoài xem bóng đá, cho đến sáng anh mới về. Để vợ ngủ ở nhà một mình thì bà vợ bà ấy rất là bực mình. Hôm đó là ông ấy vừa mở cửa định đi thì bà vợ bà ấy mới nói là anh định đi đâu đấy? Nguyên cả một tháng nay đêm nào anh cũng đi suốt đêm không về nhà, hôm nay anh lại định đi đâu? Ông chồng ông mới nói bà nói ít thôi, biết rồi còn hỏi, đi xem bóng đá chứ đi đâu. Mà đêm nay tôi cũng không về đâu. Thì cô vợ cô mới điên lên, cô nói đêm nay anh mà không về thì tôi gọi ông hàng xóm qua ngủ cùng cho đỡ sợ, tới lúc đó thì đừng có mà trách. Thì ông chồng ông vừa đi, ông vừa nói với lại là cô cứ thoải mái đi. Thì ngay lúc đó là ông hàng xóm ông ấy mở cửa ra, ông ấy nghe thấy thế, ông ấy liền ngồi ngay cửa nhà cô này, ông chờ. Chờ suốt đêm mà không thấy cô ấy gọi. Mệt quá nên ông nằm ra ông ngủ quên ở đấy luôn, lúc nào không biết. Tới tờ mờ sáng thì anh chồng anh về, anh ấy thấy ông hàng xóm nằm ngay cửa nhà mình ngủ. Ông ấy mới gọi dậy và nói sao nhà anh không ngủ lại nằm ngay cửa nhà tôi mà ngủ như thế này là sao? Ông hàng xóm ông ấy mới tỉnh dậy, ông ấy mới lắp ba lắp bắp, ông nói sáng nay tôi dậy tôi đi chạy thể dục mà tôi bị tụt huyết áp nên tôi đi lên đến đây thì tôi bị ngất, tôi nằm ở đây tôi ngủ quên lúc nào không hay. Thì anh kia anh mới nói là đi vào nhà ngủ đi, ai lại nằm trước cửa nhà tôi ngủ như thế này. Hốt hoảng vừa đi vào nhà vừa đóng cửa xong thì ông vừa đi vừa nói đúng là cái đồ đàn bà, nói một đường thì làm một nẻo. Thưa quý vị, là ngày xưa chúng ta đi học lớp 1 ấy, thì trong chương trình giáo dục lúc nào cũng có môn mỹ thuật. Và ở một cái lớp kia thì hôm đó là cái giờ tập vẽ, thì cô giáo mới nói là hôm nay lớp chúng ta học tập vẽ ông mặt trời. Thì cả lớp là có ai có thể vẽ cho cô biết là ông mặt trời hình gì được không? Thì có một cái bé gái xung phong lên vẽ ông mặt trời hình tròn. Thì vừa vẽ xong thì lại có một bé trai chạy lên nói là dạ thưa cô, bạn vẽ sai rồi. Thì nó vẽ thêm hai cái chân. Thì cô giáo mới hỏi là ủa sao ông mặt trời lại có hai cái chân? Thì nó mới nói là dạ tại vì tối qua con nghe bố con nói là trời ơi dạng chân ra. Nghe nó nói như vậy thì cô giáo mới đỏ mặt, ấp a ấp úng, đang suy nghĩ để trả lời nó thì nó lại hỏi nữa, cô ơi trời cũng giống như con người có hai cái chân đúng không cô? Thì lúc này bí quá, cô giáo không biết trả lời như thế nào. Thì cô giáo mới trả lời đại là cái này em về em hỏi lại mặt trời của bố em đi, chứ mặt trời của cô thì không có chân.
tan trường đi học về nhà, thấy bố nó đang ngồi làm việc. Nó liền lao vào hỏi: "Bố ơi, cho con hỏi nhờ cái này một chút. Là trời cũng giống như con người hả bố?" Thì ông bố mới hỏi là: "Sao con lại hỏi thế?" Nó mới nói là: "Tại vì tối qua con nghe bố nói là trời ơi dạng chân ra. Thì rõ ràng là trời cũng giống như con người hả bố?" Thì ông bố ông ấy mới đỏ mặt, ông mới lắp ba lắp bắp, ông nói: "À, cái này là bố nói nhân hóa lên thôi, chứ trời thì làm gì có chân." Cái nó suy nghĩ một hồi, nó lại hỏi nữa: "À bố ơi, thế trời là đàn ông hay là đàn bà hả bố?" Bố nó mới trả lời là: "Đương nhiên trời là đàn ông rồi, cho nên người ta mới nói là ông trời, chứ có ai gọi là bà trời đâu." Trời là đàn ông. Nó ngồi nó nghĩ một lúc, nó lại hỏi nữa: "À bố ơi, thế đàn ông sao lại có bầu hả bố?" Thì ông bố ông nói: "Bầu gì?" Nó mới nói là: "Bầu trời đó bố." Nó hỏi rất nhiều mà toàn những câu khó trả lời. Thì lúc này là ông bố ông không biết trả lời như thế nào nữa. Mà mình là bố, nó là con nó hỏi mà mình không trả lời được thì sợ con nó coi thường. Thì ông ấy mới gắt lên, ông cáu, ông nói: "Trời ơi, đi ra ngoài đi cho tôi làm việc." Thì nó mới nói: "Bố ơi, con là con của bố mà, con có phải ông trời đâu mà sao bố lại nói thế?" Có cái anh chàng kia mới cưới vợ được mấy tháng. Thưa quý vị, là cô vợ anh ấy trẻ đẹp, bốc lửa hấp dẫn lắm. Cánh đàn ông anh nào nhìn thấy cũng thèm thuồng chảy nước dãi. Hôm đó là anh ấy phải đi công tác xa một tháng. Thì trước lúc đi thì anh ấy gọi cho thằng bạn thân đến và nói là: "Tôi phải đi công tác xa một thời gian." Thì bạn biết là vợ tôi như thế đấy, mà tôi để ở nhà một mình tôi lo lắm. Cho nên là tôi vừa mua cho vợ tôi một cái quần sắt, đề phòng là mình đi công tác xa ở nhà nó hư, hoặc lỡ có thằng nào nó gạ gẫm thì cũng không làm ăn gì được. Thằng bạn thân mới nói: "Được đấy, bạn cẩn thận như thế là tốt." Rồi nó thò tay vào túi móc ra một cái chìa khóa đưa cho bạn thân giữ hộ. Thằng bạn thân mới hỏi: "Chìa khóa gì đây?" Nó mới nói là: "Chìa khóa quần sắt vợ tôi đấy, nhờ bạn giữ hộ tôi một cái. Vì tôi đi vào công trình rồi luôn chân luôn tay, nó rơi mất, về mà không thấy thì chết dở." Thì thằng bạn thân nhất quyết từ chối không cầm. Thì nó mới nói là: "Bạn giữ hộ tôi một cái, tôi chỉ có mỗi bạn là bạn thân, mà tôi chỉ tin tưởng mỗi bạn thôi." Nghe nó nói thế thì thằng bạn thân đồng ý giữ hộ. Rồi hai thằng chào nhau chia tay nhau. Ông này ông lên xe đi ra sân bay. Thì vừa đi được 10 phút thì thằng bạn thân chạy xe đuổi theo và hét: "Bạn ơi, dừng lại. Bạn làm ăn như thế này thì chết dở rồi, nhầm rồi." Thì ông mới nói: "Nhầm gì?" Thằng bạn mới nói là: "Nhầm chia rồi." Thì nó hỏi: "Nhầm chia gì?" Thằng bạn trả lời: "Nhầm chìa khóa quần vợ bạn đấy." Thì ông nói: "Đúng rồi mà, nhầm sao được." Thằng bạn nói: "Đúng đâu mà đúng, tôi vừa thử mở có mở được đâu." Thì nó mới thò tay vào túi, nó móc ra, nó kiểm tra. Thì đúng là nhầm thật, nó nói: "À nhầm rồi." Thì thằng bạn mới nói bồi thêm một câu: "Vâng ạ, tôi vừa thử mở có mở được đâu." Thì bỗng dưng ông ấy chợt nhận ra, hiểu ra vấn đề. Ông ấy nhìn thẳng mặt thằng bạn thân và quát lên: "Sao mày khốn nạn vậy hả? Tao vừa đi chưa ra tới sân bay thì ở nhà mày đã định mở quần vợ tao ra. Sao mày khốn nạn vậy hả?" Thằng bạn sợ quá chạy mất. Ông tài xế ở trong xe hỏi:
anh ơi mình có đi nữa không? Ông ấy nói là đi cái gì nữa, đi rồi ở nhà nó cưa quần vợ tôi ra à, về, về đi. Thưa quý vị, đây là cái câu chuyện tư vấn tình cảm hôn nhân gia đình. Thì tôi xin phép kể lại để chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Thì có cái ông kia, ông ấy gọi điện lên chương trình. Thì ông gặp một chuyên gia. Thì ông ấy mới nói là thưa anh, tôi mới lập gia đình được 2 năm và vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Thì tuần rồi tôi đi coi bói thì thầy bói nói là vợ chồng tôi không hợp tuổi, ở với nhau sẽ xung khắc rồi cãi nhau và chia ly. Thì tôi có cô em vợ rất là xinh và cũng rất có tình cảm với tôi nữa. Thì ông thầy bói nói là tuổi tôi với cô em vợ rất hợp với nhau và nên chung sống với nhau. Và cô em vợ cũng đồng ý như thế. Thì xin hỏi chuyên gia là bây giờ tôi có nên nghe lời thầy bói mà bỏ cô vợ để lấy cô em không? Thì chuyên gia mới trả lời là không nên dị đoan nghe lời thầy bói mà bỏ cô chị để lấy cô em. Tốt hơn hết là lấy cả hai chị em. Thì có cái bà kia, bà ấy bị quá chồng sớm. Bà ấy ở vậy một mình nuôi con cho đến khi lớn lên. Thì bà ấy cưới vợ cho con trai của bà ấy. Nhưng mà không may thì con của bà ấy cũng chết sớm. Thì thành ra chỉ còn có 2 mẹ con. Thì bà ấy nói với cô con dâu là con ơi, nhà mình là nhà gia giáo lễ nghĩa, mẹ quá chồng sớm nhưng mà mẹ vẫn ở như vậy để nuôi chồng của con đến bây giờ. Thì bây giờ con không may, con cũng bị quá chồng giống như mẹ, thì con vẫn phải ở như vậy. Ra đường mà có đứa nào nó tán tỉnh hay là có trai nó theo á, thì con cũng phải cắn răng mà chịu, con không được có vi phạm nha. Thì cô ấy nghe xong cô cũng buồn buồn, nhưng mà cô ấy vẫn chấp nhận, bởi vì là phải noi gương mẹ. Nhưng mà không may, ít lâu sau thì chính bà mẹ chồng là cái người đòi lấy chồng trước. Thì cô này cô bực quá, cô nói mẹ ơi, chính mẹ dặn con là ra đường đàn ông nó theo thì phải cắn răng mà chịu, thế tại sao bây giờ mẹ lại đòi lấy chồng trước? Thì bà này bà nói, mẹ nói cắn răng là mẹ nói con thôi, chứ mẹ làm gì còn răng mà cắn. Thưa quý vị, tiếng nói của các quốc gia trên thế giới và ngôn ngữ của họ đều có một cái nguồn gốc của nó. Ví dụ như tiếng Pháp thì họ dùng ngôn ngữ Roman, tức là có nguồn gốc từ tiếng Latin. Hay là tiếng Việt Nam thì là sự kết hợp giữa ngôn ngữ Nam Á và Tày Thái. Nhưng mà người Nhật ấy, thì họ không biết được cái nguồn gốc của họ ở đâu. Cho nên là họ quyết tâm họ phải đi tìm cho bằng được cái nguồn gốc của nước mình. Thì họ tìm khắp thế giới nhưng mà vẫn không ra. Thì cho đến một hôm là có một cái ông giáo sư ngoại ngữ người Nhật, ông ấy đến cái ga Vinh ở Nghệ An. Ông vừa ngồi xuống thì thấy hai ông Nghệ An nói chuyện với nhau. Ông giật hết cả mình. Thì hai ông nói chuyện như thế này: Mi đi ga mô, tao đi ga ni. Thì ông kia ông nói là ga ni đi mori mi, thì ga ni đi như ri. Rồi ông kia nói là dứa mi đi ga mô, tao đi ga tê, răng mi đi ga tê đi mori mi, rồi tao đi nha mi. Thì ông Nhật ông mới đứng lên, ông nói trời ơi, tổ tiên của mình đây rồi. Ở
bên Cali có cái tiệm hớt tóc thanh nữ gì đấy mà tôi thấy các ông vào hớt rất là đông. Nghe nói là giống như là cà phê đèn mờ gì đấy, tôi không biết. Thì thưa quý vị là những cụ già mà ngoài 70 tuổi nói thật là rất lười hớt tóc và rất lười tắm. Bởi vì trời lạnh các ông sợ tắm lắm. Thì mấy bà vợ mới hỏi là tại sao không thấy ông đi tắm? Thì ông nói là trời lạnh tắm lỗ chân lông nó hở ra, nước nó nhập vào chết. Rồi cắt tóc thì nó thưa quá, gió nó thổi vào, lạnh, rét, nhức đầu. Thì thưa quý vị là có một cái ông cụ kia 78 tuổi. Thì tóc ông ấy bờm chờm giống như cái tổ quả đấy. Thì thằng cháu nó nói là ông ơi, ngày mai cái tiệm hớt tóc thanh nữ nó có bonus, con mua vé rồi ngày mai con chở ông đi cắt tóc nha. Thì ông hỏi bonus là cái gì? Nó bớt tiền hả cháu? Thì thằng cháu nó nói không, mai ông đi rồi biết, cháu mua vé rồi, ngày mai cháu chở ông đi nha. Thì ông nói ừ, bonus thì tao đi, mua vé rồi thì tao đi, đỡ tốn tiền. Thì hôm sau nó chở ông xuống. Là khốn nạn thay là ông không biết là cái tiệm hớt tóc này một tháng nó chỉ bonus có một ngày thôi. Đó là những cái cô hớt tóc trong tiệm là mặc bikini. Thì thằng cháu nó mở cửa ra, ông vừa bước vào thì ông ấy ngợp thở, ông thở không nổi. Ông nói chết rồi, kiểu này thì chết thật rồi. Ông không thở được. Ông ngồi xuống thì bắt đầu thấy lòng nó phơi phới, thấy mình như đang trẻ lại. Mấy cô hớt tóc mặc bikini cố đi qua đi lại như này tươi mát lắm. Thì có một cái cô tuyệt đẹp, cô đến cô nói em chào anh. Ôi trời ơi, mình 78 tuổi rồi mà nó kêu bằng anh. Ông sướng, ông mát ruột mát gan. Ông nhắm mắt lại ông hưởng thụ. Thì nó nói là anh muốn hớt kiểu gì? Thì đang mát ruột ông nói muốn hớt kiểu gì thì hớt. Cái nó quàng khăn vào, nó buộc nhẹ nhàng cẩn thận, tay nó mướt nó mềm, ông thích lắm. Thì nó mới hỏi anh có vợ chưa? Thì ông khùng lên, ông nói mẹ nó vừa đưa mình lên mây, đang lâng lâng trên mây xanh, bây giờ nó tát cho mình một cái rơi xuống dưới đất. Thì ông ấy khùng lên, ông ấy vạch khăn, ông giơ tay ra, này, nhẫn cưới. Cái nó nói cảm ơn. Cái nó cắt được một phút, nó lại hỏi nữa anh có vợ chưa? Thì ông lại khùng lên nữa. Ông vạch áo, ông giơ tay ra, nhẫn này. Ông giơ như thế 5 lần. Thì lúc này ông điên quá rồi, ông lột khăn ra, ông nói hớt tóc thì lo hớt tóc đi, cứ hỏi vợ làm cái gì. Cô này cô mới bảo em xin lỗi, đây là cái nghề của bọn em quên nói với anh. Anh ngồi xuống đi, anh bớt nóng, anh ngồi xuống đi. Cái ông ngồi xuống thì nó lại quàng khăn, nó buộc lại cho ông ấy. Thì nó mới nói là cái nghề của bọn em là như thế này. Các bậc trưởng thượng ấy, thì tóc nó ít, nó mượt, nó mịn, nó nằm sát dưới da đầu ấy, khó hớt lắm. Nhưng mà hễ nhắc đến vợ là tóc nó cứ dựng đứng cả lên, tụi em dễ hớt. Ở trong trại giam Chí Hòa thì hôm đó là có cái bà vợ bà vào thăm chồng. Thì vô tình là bà thấy một cái phạm nhân nữ đang ngồi buồn mặt ủ rũ. Thì bà ấy đi đến, bà ấy hỏi là tại sao em lại vào đây? Thì cái phạm nhân nữ mới nói là dạ tại vì em bỏ chồng. Thì bà kia bà mới nói ủa, bỏ chồng thì là do mình ở không hợp thì mình ly dị, mình bỏ, chứ mình đâu có phạm pháp gì đâu mà bắt vào đây. Thì cô phạm nhân cô mới nói dạ tại vì em bỏ từ chân sân thượng xuống. Ông du khách đi ngang một cái làng kia thì tình cờ ông thấy một cái đám tang. Thì cái đám tang này là có 2 quan tài đi trước, đi sau là có một người đàn ông mặc đồ tang.
và dẫn theo một con chó. Và sau cùng là có khoảng 100 người đàn ông. Thì ông ấy thấy lạ quá, ông mới dừng lại, ông đến ông hỏi: "Thưa ông, cái đám tang này là gì mà sao tôi thấy lạ quá?" Thì ông chủ nhà ông ấy mới buồn buồn, ông ấy nói là: "Đây là cái con chó phản chủ. Nó cắn chết vợ tôi chưa kịp đánh nó thì nó lại cắn chết cả mẹ vợ tôi nữa. Nên thành ra là hôm nay tôi đưa đi chôn thì tôi dẫn nó theo luôn." Thì ông du khách ông mới hỏi: "Thân nhân của bà xã anh là đàn ông hết à? Tại sao tôi không thấy là bà nào đi cùng?" Thì ông chủ nhà ông mới nói là: "À không, 100 người đàn ông này đâu phải là thân nhân của nhà tôi đâu. Họ chờ xếp hàng để mượn con chó về nuôi đấy." Có một cặp vợ chồng già kỷ niệm 60 năm ngày cưới, thì con cháu nó về đông vui đông đủ hết. Thì có đứa nó gọi là ông cố, có đứa nó gọi là ông nội. Thì nó mới hỏi là: "Làm sao mà ông bà sống với nhau 60 năm hạnh phúc mãi như vậy?" Thì ông nói: "Từ cái tuần trăng mật đó con, tụi nó phục lắm. Từ cái tuần trăng mật mà vẫn hạnh phúc mãi đến như bây giờ." Cái nó hỏi: "Có cãi nhau không ông?" Ông nói: "Không, tụi nó phục nữa, không cãi nhau một lời." Thì nó mới hỏi: "Cái tuần trăng mật mà rất rất là hạnh phúc đó nó như thế nào mà nó đánh động đến ông như thế?" Thì ông nói là: "Có cái chó gì đâu. Hai người dắt nhau ra công viên quốc gia, thuê hai con ngựa, cưỡi đi xem công viên. Thì hai người cưỡi ngựa cũng không quen lắm. Nhưng mà ông thì ông kẹp chặt con ngựa thì ông không có bị té. Còn bà mặc quần áo đẹp nên bà không dám kẹp chặt con ngựa, bởi vì sợ lông rồi mồ hôi con ngựa nó dính vào quần áo. Thì con ngựa nó đi qua cái suối thứ nhất, nó chồm lên thì bà ấy rơi cái tõm xuống. Thì ông nhảy xuống, ông đỡ bà lên, ông nói: Em đừng có giận nhá." Thì ông thấy bà hiền lắm, bà chỉ nhìn con ngựa và nói: "Lần thứ nhất nha mày." Ông vui lắm, thấy bà hiền khô à, bà không chửi một lời. Rồi qua cái suối thứ hai thì bà cũng rơi cái tõm. Thì ông cũng thấy bà hiền lắm, bà chỉ nhìn con ngựa, bà nói: "Lần thứ hai nha mày." Rồi qua cái suối thứ ba, bà cũng rơi cái tõm. Ông chưa kịp nói gì thì bà rút một cái súng ngắn trong cái túi ra, bà nhắm vào đầu con ngựa, bà làm cái bùm, con ngựa lăn ra chết. Thì ông nói là: "Trời ơi, tại sao em lại làm như thế? Con ngựa mình thuê, bây giờ lấy tiền đâu mà đền?" Thì bà nói: "Lần thứ nhất nha ông." Thưa quý vị, làm gì có lần thứ hai đúng không? Có đôi vợ chồng già kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Thì hai ông bà này là người Huế, thì con cháu nó đến đông đủ hết, xong rồi nó về hết, còn có hai ông bà. Thì nó nấu cho một tô cháo hến to, nóng, thơm lắm, nó để giữa bàn. Nhưng mà cái bàn dài quá, cho nên là hai ông bà ngồi hai bên. Thì bà mới nhìn ông bà cười cười, bà nói: "Ông à, ông có nhớ là 50 năm về trước, đám cưới xong, tụi nó cũng về hệt như ri. Ông mừng cái chí, ông có nhớ không?" Thì ông nói: "Không, ông không muốn nhớ chứ không phải gì hết." Thì bà ấy nhắc: "Ông cầm tay tôi hạnh phúc lắm, bấy chư ông có mừng được không?" Thì ông nói: "Ừ, ráng tí." Thì ông cầm tay bà nhưng mà không thấy rung động gì cả. Ông thả ra, ông ngồi xuống thở. Thì bà nói: "Không không, ông không chỉ cầm tay tôi mà ông còn hún tôi nữa, biết chưa ông còn làm được không?" Thì ông ngó qua ngó lại xem có ai không. Thì ông chồm lên ông định hôn, thì bà thả tay ra, bà nói: "Ôi trời ơi, ông thật là dạt dào yêu thương. Ông mới cầm tay tôi thôi mà lồng ngực tôi đã nóng ráng lên hết cả rồi." Thì ông nói: "Có cái chó gì đâu, cái vú bà nhúng vào tô cháo kìa."
có một bà, chồng bà ấy mới chết, thì bà ấy mới 70 tuổi. Thì con cháu nó đi làm xa hết, bỏ bà ở nhà có một mình. Thì thưa quý vị là cái tuổi già mà ở một mình như thế nó buồn lắm. Thì bà ấy ngẫm nghĩ, sống như thế này thì sống làm chó gì. Bà ấy nghĩ cách tự tử. Thì bây giờ tự tử bằng cách nào? Uống thuốc thì nó xúc ruột, nó cứu được thì quê, không được. Cắt thì đau lắm, cũng không được. Thắt cổ thì lẻ lưỡi ra thấy ghê, cũng không được. Bây giờ nhanh nhất chỉ có bắn. Thì bà ấy đi sang nhà ông hàng xóm, thì ông hàng xóm rất là thân. Bà nói cho mượn cái súng ngắn với một viên đạn. Thì ông hàng xóm ông nói để làm cái gì? Bà nói chỉ về ngắm thôi, chứ không làm cái gì hết. Thì ông này ông biết bà ấy là rất hiền, bà ấy không bắn ai bao giờ. Thì ông cho mượn cái súng ngắn với một viên đạn. Thì bà ấy về, bà ấy mặc đồ rất đẹp, bà ấy lên giường bà ấy nằm. Bà ấy dí súng vào đây, bà ấy lên cò. Thì bà ấy nghĩ là không được. Vào đây mà cái gáo nó trổ ra thì con cháu nó đến nó viếng thì thấy ghê. Không được. Thì bà ấy dí súng vào đây. Dí vào đây thì tàu hũ nó bung ra còn ghê hơn nữa. Không được. Bây giờ chỉ có bắn vào tim. Thì bà ấy giơ súng lên, bà ấy dò tim. Nhưng mà không nhớ là tim nó nằm ở đâu. Bởi vì học lâu quá rồi, không nhớ tim nằm ở đâu. Thì chắc ăn bà ấy bỏ súng xuống, bà lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân đang làm bác sĩ. Thì khuya quá rồi, bên kia nó nói là khuya rồi mày gọi có việc gì vậy? Bà ấy nói tao cần biết trái tim con người nó nằm ở đâu. Thì cô bạn có nói để làm cái gì? Thì bà ấy nói là mày trả lời đi, tao chỉ cần biết thôi. Mày nói lẹ đi còn đi ngủ. Thì nó dưới cái núm vú bên trái, cách 2 cm. Ok, cảm ơn. Thì bà ấy nằm xuống, thì người ta nghe cái đùng. Thì người ta vào cấp cứu, thì không chết, mà bà bị thủng ruột. Thưa quý vị là, tại vì lúc này nó xuống sâu quá rồi, nó xuống thấp quá rồi. Nói đến vợ chồng thì tôi lại có cái câu chuyện này muốn kể cho quý vị nghe. Đó là có một cái đôi vợ chồng kia, thì cô vợ cô ấy rất là chua ngoa đanh đá, rất là hay chửi chồng. Thì có một hôm thì ông chồng ông không chịu được nữa, thì ông mới quát lên là bà vừa phải thôi, bà nói xem tôi là chồng bà hay là con bà. Thì bà vợ bà ấy thủng thẳng, bà ấy trả lời một câu là đứa nào bú tao thì là con tao hết. thì ngay lúc đó thì cô Oxin cô đi vừa đi trên lầu xuống, thì cô cũng nói một câu là bà chủ ơi, thế thì ông chủ cũng là con của con rồi bà ạ. Thưa quý vị, thì tôi kể rất nhiều những câu chuyện về vợ, về phụ nữ, và được rất nhiều khán thính giả yêu thích, và đặc biệt là các anh. Và các anh rất ủng hộ. Và tôi nghĩ là những câu chuyện này là hay lắm rồi. Nhưng mà không, cái câu chuyện sắp đây tôi kể cho quý vị còn hay hơn nữa. Đây là cái câu chuyện mà một vị khán giả gửi về cho chúng tôi, một vị khán giả nam. Thì sau đây tôi xin đọc lại cho quý vị cùng nghe. Đây là một bức thư giải phẫu về vợ. Gọi là, theo như anh nói, đây là một cái nghiên cứu của các nhà khoa học đã nghiên cứu ra, và họ chốt lại một câu, đó là lấy vợ là một môn thể thao đầy mạo hiểm. Đầu tiên về mặt triết học, vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta, có quan hệ biện chứng đối nghịch với ta. Vợ là phạm trù chỉ sự sợ hãi và ngại va chạm của đàn ông.
Triết học có vẻ lung tung beng nhưng mà đúng không quý vị? Thứ hai là về mặt pháp luật, vợ là đối tượng bất hảo, thường xuyên ăn cắp một cách trắng trợn mà không có một tổ chức cá nhân nào có thể can thiệp được, kể cả công an. Bởi vì chính ông công an cũng bị vợ cướp tiền đúng không? Thứ ba, về mặt tài sản, vợ là một cái gì đó rất cũ mà không thể thanh lý được. Cái này đúng không quý vị? Thực ra là vẫn có thể thanh lý được, nhưng mà phải có sự có mặt của gia đình hai bên, rồi của chính quyền, sau đó là xé đăng ký kết hôn thì là xong. Đúng không quý vị? Về mặt xã hội, vợ là một thành phần lật lọng, vợ là một cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta, nhưng luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, trong khi chính cô ấy mới làm mất tự do của anh em mình. Quý vị thấy có đúng không? Nếu đúng thì cho một tràng vỗ tay. Thứ năm là về mặt sinh học, vợ là một sinh vật có cấu trúc ADN không đồng nhất, lúc thì giống nai, lúc thì giống trâu trọi, nhưng phần lớn thì giống sư tử. Sáu là về mặt hóa học, vợ là một loại vật chất tồn tại vĩnh cửu nhất, có cấu trúc phân tử gần với khí trơ. Nhưng mà theo tôi thì phải thêm một cái khí nữa là khí chẽn, gọi là trơ chẽn. Về mặt võ thuật thì vợ là một võ sư sưu tập được rất nhiều môn phái, từ hổ quyền, búc sinh, vắt chanh, đặc biệt là cung phu, ngắt chuối và búng chuối. Tám là về mặt toán học, vợ là một hàm bất biến có giới hạn vô cùng, rất nhiều nghiệm, càng giải càng đau đầu, càng ức chế, cùng lắm là tìm thấy tiệm cận chứ không bao giờ có đáp án. Về mặt nông nghiệp, vợ là một miếng đất cằn cỗi nhưng mà chúng ta phải cày mà vẫn không được kêu. Mười là về mặt nhà giáo, vợ là một học sinh tối dạ, cứ hỏi đi hỏi lại một câu. Đúng không quý vị? Suốt ngày là cũng lúc nào, mấy giờ anh về, giờ hôm nay ăn gì, đã nộp lương chưa? Về mặt kinh tế, vợ là một cây ATM bị lỗi, chỉ biết nuốt tiền mà không nhè ra bao giờ. Cái này đúng không quý vị? Cái này thì nhà nào cũng có, cái này nhà nào cũng bị, đúng không ạ? Về mặt khảo cổ học, vợ là một loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá. Cái này mới ghê này. Về mặt tâm linh, vợ thuộc về ta, cơ thể thuộc về cô ấy, nhưng linh hồn thì thuộc về bà cô tổ. Nói chung là vợ không biết đường nào mà lần quý vị ạ. Các nhà khoa học họ nói không sai một tí nào, rất chuẩn. Đúng không quý vị? Các anh thấy có đúng không? Cho nên là chốt lại một câu là hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Có một ông kia, ông lấy vợ được 20 năm thì ông chết. Thì bà vợ bà ấy thương quá, đêm ngày bà ấy thắp nhang cầu khấn cầu siêu cho ông ấy. Thì có một hôm bà đến bà gặp cô Đồng để nhờ cô Đồng cầu cơ gọi hồn ông về. Thì ông cũng về. Thì bà ấy vui quá, bà mừng quá, bà ấy vừa khóc vừa nói: "Anh ơi, anh có được sung sướng không? Ở trên thế gian này em lo cho anh lắm." Thì ông nói: "Anh sống rất thoải mái, sống sướng hơn cả cái thời ở với em rất nhiều." Thì bà ấy mừng quá, bà ấy nói là: "Vậy là Thượng Đế đã chấp nhận lời cầu khấn của em mà cho anh lên thiên đàng rồi đấy." Thì ông ấy bảo: "Không,
anh vẫn còn ở dưới địa ngục. Thưa quý vị, là có một đôi nam nữ yêu nhau. Thì anh này anh biết là trước lúc mà đến với anh ấy thì cô đã có những cái mối tình trước. Cho nên là đến cái lúc mà tình cảm nó sâu đậm rồi thì anh ấy mới nói là: "Em à, em nói thật đi. Anh biết là trước lúc yêu anh thì em đã yêu hai người rồi đúng không?" Thì cô nói là: "Vâng, anh có ghen không?" Thì anh nói là: "Không, miễn là bây giờ em yêu anh." "Thế em có còn giữ kỷ niệm gì của nó không? Bây giờ anh bắt em phá bỏ đi đúng không?" Thì anh này anh nói: "Không, anh hỏi để biết thế thôi." Thì cô này cô mới nói: "Có, em xăm hình một người ngay đây." Thì cái nó vạch ra cho anh coi. Thì anh coi xong thì anh ấy nói là: "Ồ, anh biết thằng này, mà công nhận là nó xăm giống thật. Còn thằng kia thì xăm bên này." Thì nó xem xong thì nó phá lên nó cười. Thì cô mới nói là: "Anh cười cái gì vậy?" Thì anh buồn cười quá, anh cố nhịn rồi anh uống miếng nước. Xong rồi anh nói: "Anh đang tưởng tượng là 20 năm nữa mặt hai thằng quỷ nó dài ra." Thưa quý vị, ở trong tù ấy thì mỗi buồng giam là đều có một thằng đại ca. Và cái chuyện ma cũ bắt nạt ma mới thì hết sức bình thường. Thì ở trại giam Chí Hòa là hôm đó tiếp nhận một tù mới. Thì cái thằng tù mới nó bước vào nó xách một cái túi ni lông, trong đó có một con gà luộc và rau răm thơm lắm. Thì thằng đại ca ngồi trong góc nhìn thấy chảy nước dãi thèm gần chết. Thì mới gọi cho thằng đầu gấu: "Ê, mày đấy, tao bảo." "Dạ thưa đại ca muốn gì?" "Mày thấy thằng ma mới không? Cái thằng mới vô đấy." "Dạ dĩ nhiên em thấy, đại ca muốn em làm gì?" "Mày đến ngồi sát cạnh bên nó, hễ nó làm cái gì với con gà, mày làm lại y chang với nó cho tao." "Nghĩa là như thế nào hả đại ca?" "Ví dụ như nó bẻ cái cánh con gà, mày bẻ cánh nó cho tao. Còn nó vặt cái đùi, mày bẻ đùi nó cho tao. Nếu nó cắn cái ức thì mày cắn ngực nó cho tao. Mày hiểu chưa? Mày không làm được thì tao làm lại y chang với mày." Thì đầu gấu nói: "Dạ em tuân lệnh thưa đại ca." Thì thằng đầu gấu đến ngồi một tí thì đi về mới nói: "Đại ca em làm không được thưa đại ca." Thì nó hỏi: "Ủa sao vậy?" Đại ca nói là: "Nó làm gì với con gà thì em làm lại y chang như vậy với nó. Thưa đại ca là nó cầm con gà lên nó liếm cái phao câu." "Em làm không có được. Bây giờ em đứng cho đại ca làm." Thì thằng đại ca mới nói là: "Thôi mày dẹp mẹ mày đi." Có một cái cuộc thi, đó là cuộc thi Hà Tiện. Thì cái chủ đề lần này đó là sử dụng quạt giấy. Thì cả nước là chọn được 3 thí sinh Hà Tiện nhất lọt vào chung kết. Thì thí sinh đầu tiên bước lên. Thì ban tổ chức mới hỏi: "Quạt này xài được bao nhiêu năm rồi?" Thì anh nói là: "Được 10 năm." "Rồi, xin anh cho bí quyết." Thì anh nói là: "Ông nội tôi truyền cho bố tôi, rồi bố tôi truyền cho tôi, là mỗi lần mà nóng thì cứ xòe quạt ra nhẹ nhẹ thôi, xòe ra 10 nan, rồi quạt 10 cái, sau đó gấp lại nhẹ nhẹ như thế. Rồi bao giờ mà đổ mồ hôi nữa thì lại xòe ra nhẹ nhẹ giống như thế, quạt 10 cái xong rồi lại gấp lại." Thì cả hội trường mới khen là thằng này nó Hà Tiện quá. Rồi đến thí sinh thứ hai bước vào thì ban tổ chức hỏi: "Quạt xài được bao nhiêu năm rồi?" Thì thí sinh thứ hai mới nói: "Được 20 năm."
Rồi xin anh cho bí quyết. Thì anh này anh mới nói là ông cố tôi truyền lại cho ông nội tôi, rồi ông nội tôi truyền lại cho bố tôi, và bố tôi truyền lại cho tôi. Là mỗi lần nóng á thì mở quạt ra nhẹ nhẹ, nhưng mà mở có 5 nan thôi. Giờ quạt 5 cái, sau đó nhẹ nhẹ đóng lại. Và khi nào nóng quá, mồ hôi chảy hết rồi thì lại mở ra 5 cái và quạt như thế nữa. Thì cả hội trường hoan hô, ông này hà tiện hơn ông kia rồi. Rồi đến thí sinh thứ 3 bước vào, thì ban tổ chức hỏi là quạt xài bao nhiêu năm rồi. Thì anh này anh mới nói quạt xài hơn 40 năm rồi. Thì ban tổ chức hỏi xin anh cho bí quyết. Thì anh này anh mới nói là ông cố tôi truyền lại cho ông nội tôi, rồi ông nội tôi truyền lại cho bố tôi, và bố tôi truyền lại cho tôi. Là khi nào nóng thì mở cái quạt ra nhẹ hết sức, để ngay đây, rồi lắc cái đầu như thế này. Thì ban tổ chức mới hỏi là thế thì lắc được bao lâu. Thì anh mới nói là lắc chừng nào chóng mặt thì thôi. Thì cả hội trường vỗ tay chúc mừng thằng này chiến thắng. Thằng này nó quá là hà tiện đi. Hà tiện hết sức. Có một cuộc thi, đó là cuộc thi nói láo. Thì cả nước chọn được 3 thí sinh vào vòng chung kết. Thì chủ đề lần này là chủ đề câu cá. Thí sinh thứ nhất bước lên, quê tôi ấy, câu cá chỉ cần thả lưỡi câu xuống, giật lên là có con cá. Bất cứ lúc nào thả lưỡi câu xuống, giật lên đều có một con cá bay lên. Thì người ta nói mày nói láo quá, láo quá trời láo. Thì đến lượt thí sinh thứ hai bước lên, nói là quê tôi nhá, câu cá không tốn một miếng mồi nào, chỉ cần vứt một chùm lưỡi câu xuống, giật lên là mấy chục con cá bay lên. Thì người ta nói là mày nói láo bỏ mẹ, láo quá trời. Thì thí sinh thứ ba bước lên, thì người ta mới nói là mày thua rồi, hai thằng kia nó láo quá đi, mày đi về đi. Thì thí sinh thứ ba mới nói quê tôi nhá, câu cá là phải lấy tay vạch cá ra rồi mới thả lưỡi câu xuống. Láo quá láo. Láo bỏ bố đi được, láo vô cùng láo. Thưa quý vị, những nhân vật sau đây là những nhân vật có thật của thời Mao Trạch Đông. Ông Lâm Bưu. Lâm Bưu là chức thống chế cao nhất trong quân đội. Lâm Bưu không uống rượu, thọ 63 tuổi. Ông Chu Ân Lai chỉ uống rượu, không hút thuốc, thọ 73 tuổi. Ông Mao Trạch Đông vừa uống rượu vừa hút thuốc, thọ 83 tuổi. Ông Đặng Tiểu Bình vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa đánh bài, thọ 93 tuổi. Ông Trương Ngọc Lương vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa đánh bài, lại lấy thêm vợ bé, thọ 103 tuổi. Lôi Phong không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài, không lấy thêm vợ bé, thọ 33 tuổi. Như vậy là các ông với lại các anh biết cần phải làm gì rồi đúng không? Có một cái ông người Hoa, lúc mới sang Việt Nam thì ông ấy đi lượm ve chai. Và ông ấy rất là chăm chỉ và rất là quyết tâm. Thì một ngày ông ấy lượm được 2 đến 3 gánh ve chai. Và cũng có rất nhiều người cộng tác với ông ấy nữa. Cho nên là một thời gian sau thì ông ấy được cả một cái kho ve chai. Rồi ông ấy bán ve chai đi, ông ấy có tiền thì ông bỏ nghề. Ông ấy mua một cái xe hủ tiếu. Và từ một cái xe hủ tiếu thì ông ấy ra được 2 xe, 3 xe, rồi 5 xe. Rồi sau đó ông có tiền ông mua được một căn nhà trong phố. Thì từ một căn nhà ông ấy ra được 2 căn nhà, 3 căn nhà, 5 căn nhà.
Thì lúc này ông ấy cảm thấy an tâm rồi, thì ông ấy mới ngồi nghĩ là cuộc đời mình nó lam lũ quá mà mình không được đi học. Cho nên là thằng con trai ông ấy bây giờ 10 tuổi rồi, thì ông quyết định cho nó đi học. Thì ông cho đi học ở một cái ông thầy rất nổi tiếng ở trong phố, với ý đồ là cho nó đi học về rồi mình kiểm tra bài để mình học theo. Bởi vì là rất nhiều người Hoa nói thì rất giỏi nhưng mà chữ viết thì không bao nhiêu. Thưa quý vị, thằng con nó đi học, ngày đầu nó rất là thông minh, và ông thầy thấy nó cũng rất là thông minh nữa. Thì cái lớp học có khoảng 4-5 đứa, thì ông thầy ông ấy lấy một cái bút lông ra, thì ông nói là: "Này các trò, bây giờ chúng ta sẽ học viết chữ ngổ." Thì ông viết, rồi 4-5 đứa viết theo. Nhưng mà thằng con ông ấy là cái đứa mà viết đẹp nhất. Ông thầy ông đến xem, ông thấy nó viết đẹp nhất, thì ông mới hỏi là: "Mày biết chữ này là chữ gì không?" Thì nó nói: "Dạ không biết." Thì ông mới nói là: "Chữ này là ngộ. Ngộ có nghĩa là tao. Tao là thầy mày này. Hiểu chưa?" Thì nó nói là: "Dạ con biết rồi." Rồi giờ thứ hai là học viết chữ nỉ. Thì ông cũng viết, và mấy đứa học trò viết theo. Thì thằng con ông ấy cũng viết đẹp nhất. Thì ông thầy ông mới hỏi là: "Mày biết chữ này là gì không?" Thì nó nói: "Dạ không biết." Thì ông thầy mới nói là: "Chữ này là nỉ. Nỉ có nghĩa là mày. Mày là học trò tao. Mày nhớ chưa?" Thì nó nói: "Nhớ rồi." Rồi giờ thứ ba thì học viết chữ tha. Tha có nghĩa là nhân đấy. Người Hoa họ đọc là tha. Thì cái thằng bé con ông đấy cũng là cái đứa viết đẹp nhất. Thì ông thầy ông mới hỏi là: "Mày biết chữ này là gì không?" Thì nó cũng nói: "Không biết." Thì ông thầy ông mới nói là: "Chữ này là tha." Thì ông nhìn ra ngoài sân, ông nhìn xa xa xem có ai không. Không có ai, ông thấy con chó. Thì ông nói là: "Tha có nghĩa là cái con chó đó đó. Mày nhớ chưa?" Thì nó nói: "Nhớ rồi." Hết giờ học thì đi về, thằng nhỏ đi về rất là hiên ngang, bởi vì được thầy khen. Thì vừa bước về đến nhà, bước vào cửa thì ông bố ông chụp lại. Ông ấy lấy vở ông ra kiểm tra. Thì ông kêu mở vở ra xem hôm nay mày học cái gì. Thì ông mở vở ra thì ông thấy ông thầy cho 10 điểm. Thì ông này ông nói: "Thằng này được ạ, học giỏi ạ." Thì ông mới hỏi là: "Chữ đầu tiên này là chữ gì?" Thì ông thì thằng con mới nói là: "Chữ này là ngộ. Ngộ có nghĩa là tao. Tao là thầy mày." Ông bố ông tức lắm, nhưng mà ông cố nhịn. Thì ông nói: "Ok, thằng này mới học có một chữ đầu tiên mà nó tinh tướng rồi." Ông nhịn. Thế thì ông hỏi: "Chữ thứ hai là chữ gì?" Thì nó mới nói: Chữ thứ hai là nỉ. Nỉ có nghĩa là mày. Mày là học trò của tao." Ông tức lắm, ông cố nhịn. Ông hỏi: "Chữ thứ ba là gì?" Thì thằng con nó mới nói là: "Chữ thứ ba là tha." Thì nó cũng nhìn ra ngoài sân, nhưng mà nó không thấy ai. Thì nó thấy mẹ nó ngồi dưới bếp. Thì nó mới nói là: "Tha có nghĩa là con chó." Nó chỉ vào mẹ nó là con chó. Thì ông bố ông mới điên lên, ông đập cho một trận. Bởi vì ông biết ba chữ này. Mày nghe tao nói này, mày đừng có láo. Chữ đầu tiên chữ ngộ. Ngộ là tao, tao là bố mày này. Chữ thứ hai nỉ. Nỉ là mày, mày là con tao này. Còn chữ thứ ba tha. Tha là má mày này, mày nhớ chưa? Thì thằng con vừa mếu máo vừa khóc vừa nói: "Con nhớ rồi." Thì hôm sau 2 giờ đến lớp học, thì ông thầy ông ấy mới kiểm tra bài cũ. Ông ấy gọi nó lên. Thì ông nói: "Chữ đầu tiên là gì?" "Chữ đầu tiên là ngộ. Ngộ là tao, tao là bố mày nè." "Thì chữ thứ hai là gì?" "Chữ thứ hai là nỉ. Nỉ, nỉ là mày. Mày là con tao." "Chữ thứ ba là gì?" "Chữ thứ ba là tha."
thì nó cũng nhìn ra ngoài sân, nó nói là tha là con chó là má mày đó. Thế là ông đuổi học luôn. Thưa quý vị, là ở trong quân đội ấy thì các lính mới thường được biên chế vào một tiểu đoàn để huấn luyện tân binh. Và sau một ngày huấn luyện thì buổi tối thường tập trung lại để sinh hoạt. Thì hôm đó là ông Trung đội trưởng, ông ấy mời một số đồng chí lên để giao lưu, thì để hát, để đàn, để kể chuyện. Ai có năng khiếu gì thì thể hiện cái đó. Thì mục đích là để cho các lính mới mạnh dạn trước đám đông và để cho quên hết cái mệt nhọc sau một ngày huấn luyện. Thì hôm đó ông ấy chỉ mặt vào cái anh lính kia, ông nói: "Mày lên đây, mày lên kể chuyện đi." Thì anh lính mới mới sợ sợ, mới rụt rè, nói là: "Dạ em có biết kể chuyện gì đâu." Thì ông nói là: "Mày kể đại đi, kể chuyện gì cũng được. Hay là nhà mày làm cái nghề gì thì mày kể đi." Thì anh ấy lên, anh ấy nói là: "Hồi đó ông nội tôi làm nghề bán muối. Một ngày ông bán được 3 bao. Thì sau khi ông chết thì ông truyền lại cho bố tôi. Thì bố tôi một ngày cũng bán được 3 bao. Thì sau khi bố tôi chết đi thì bố tôi để lại cửa hàng cho tôi. Thì một ngày tôi cũng bán được 3 bao. Thì nói xong anh cúi đầu anh chào, anh đi xuống. Thì ông Trung đội trưởng ông mới gắt lên, ông quát là: "Cái chuyện nhặt như thế mà mày cũng kể được." Thì anh tân binh anh mới lẩm bẩm trong mồm, anh nói: "Chín bao muối mà vẫn còn kêu nhạt." Có hai vợ chồng kia làm công sở, thì có đứa con nhỏ. Thưa quý vị, thì có đứa con nhỏ nên thành ra là phải gửi nó ở nhà trẻ. Thì buổi sáng ông đi làm, ông đưa đến trường cho nó ở đó, ở ban trú. Thì buổi trưa thì nó ăn cơm ở đó. Thì chiều tan sở thì ông ấy đến về, ông ấy đón. Thì hôm đó là ông ấy nói với vợ là: "Chiều nay anh có cuộc họp, anh không về đón con kịp. Chiều 4 giờ em lấy xe ra đón con nhé." Thì chiều bà vợ bà ấy ra đón. Ở cổng trường nó có một cái băng, nó căng ngang cái cổng. Thì cô giáo với tụi nhỏ thì ngồi ở phía trong. Chừng nào mà gia đình đến thì dắt ra giao cho gia đình. Thì thưa quý vị, là cái cách làm này nó rất là hay và gia đình rất là yên tâm. Thì bà mẹ đến thì cô giáo cô ấy dắt đứa bé ra. Thì bà ấy thấy cô giáo rất là xinh, mà bây giờ mình ngoại giao, mình khen cô giáo một vài câu cho cô ấy vui, cô ấy thương con mình thì cũng chẳng mất mát cái gì. Thì cô mới nói là: "Con, cô giáo dắt con ra thì con cảm ơn cô đi con." Thì thằng bé nó nói là: "Dạ con cảm ơn cô." Thì trước lúc đi thì bà ấy còn nói là: "Con khoanh tay ạ cô đi con." Thì thằng bé nó cũng khoanh tay nó ạ cô. Thì nhưng mà cái lúc mà nó cúi xuống thì nó cúi hơi sâu, nên thành ra là cái ba lô ở trên vai nó bị rơi ra. Thì cô giáo cô mới ngồi xuống, cô ấy đeo lên cho nó. Thì cái mặt cô giáo nó sát với cái mặt của thằng bé. Thì bà mẹ bà ấy nhanh ý, bà ấy nói là: "Con thơm cô giáo một cái đi con." Thì thằng bé nó nói: "Không." Thì bà ấy nói là: "Mày không biết thơm là gì à?" Thì thằng bé nó nói: "Dạ biết." "Thế sao mày không thơm cô giáo một cái?" Thì nó mới nói là: "Không." Thì cô giáo cô ấy đứng lên, cô cười cười, cô nói là: "Chắc là nó mắc cỡ." Thì thằng bé nói là: "Không, con không thơm được." Thì bà mẹ bà ấy nói: "Thôi tôi xin lỗi cô giáo, nó lại dở chứng rồi, để tôi đưa nó về." Thì về đến nhà thì bà mẹ bà ấy mới nói là: "Mày có biết thơm không? Sao mày không thơm cho cô giáo một cái? Thơm là hôn đó." Thì thằng bé nó nói: "Con biết." "Thế sao mày không thơm cô giáo?" Thì nó mới trả lời là: "Tại vì hôm trước con thấy ba mới định hôn cô một cái thôi, mà cô giáo đã tát cho ba một cái đau lắm mẹ." Thế giới sợ đàn bà Mỹ, vì đàn bà Mỹ nói là làm.
đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật, bởi vì đàn bà Nhật làm xong mới nói. Đàn bà Nhật sợ đàn bà Tàu, vì đàn bà Tàu không nói mà làm. Tất cả sợ đàn bà Việt Nam, bởi vì đàn bà Việt Nam nói một đường thì làm một nẻo. Có một anh chàng vào quán uống cà phê, thì tình cờ thấy cô chủ quán đang cho con bú. Thì trong quán lúc này không có một vị khách nào cả. Thì anh thấy cho cô chủ quán cho con bú, nhưng đứa bé nó không chịu bú, nó cứ ưỡn mình lên và khóc. Thì cô này cô mới dọa là: con mà không bú là mẹ cho chú này bú hết bây giờ. Thì anh chàng này anh nghe thấy thế, thì anh liền gọi thêm một ly cà phê. Anh ngồi đợi 3-4 tiếng đồng hồ. Thì anh sốt ruột quá, thì anh mới đi lại gần anh hỏi: em ơi, em hỏi lại cháu lần nữa xem cháu đã chịu bú chưa, chứ anh đợi nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi.